Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Chương trình do Sở Lao động Thương binh Xã hội và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp thực hiện, phát sóng vào lúc 9 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh BRT. Thưa quý vị, sau thời gian nghỉ hè và ở nhà do dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, tiếp đến là những buổi học trực tuyến do yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Các em học sinh luôn khao khát được trở lại trường học tập trực tiếp, được gặp thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, thời điểm này, mặc dù đã được bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, nhưng nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn. Việc tiêm vaccine cho trẻ vẫn chưa thực hiện được, nên việc trở lại trường học của các em là điều đáng lo ngại. Nhà chị Trịnh Thị Liên ở phường 11, thành phố Vũng Tàu vẫn diễn ra những sinh hoạt bình thường của một ngày. Hai vợ chồng chị cũng là giáo viên, nên thời gian này rất bận rộn cho việc dạy trực tuyến. Hai con của anh chị cũng nghiêm túc với các buổi học online. Chính vì vậy, dù bốn thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà, thế nhưng mỗi người, mỗi việc và ai cũng phải điều chỉnh sinh hoạt, công việc sao cho không ảnh hưởng đến các thành viên còn lại. Dù đã cố gắng để tạo không gian riêng cho các con học tập, nhưng do thời khóa biểu giờ học giống nhau, nên để tránh ảnh hưởng việc học, hai cháu phải sử dụng tai nghe. Điều này, về lâu dài, nguy cơ trẻ bị ảnh hưởng đến thính lực là rất dễ xảy ra. Vậy nên, mong muốn dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, đẩy lùi, để có thể trở lại trường học trực tiếp, vẫn là điều mà gia đình chị Liên cũng như nhiều học sinh mong mỏi. Trong thời gian học trực tuyến 2 tháng vừa rồi thì tôi cũng thấy có rất nhiều là cái bất cập. Thứ hai là cái kiến thức học của các con hàng ngày, các con học online như vậy các con tiếp thu cũng không có hiệu quả bằng lúc học ở trực tiếp ở trên lớp. Thì trong cái dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp thế này thì để cho con đi học thì tôi cũng rất là lo. Ở cái tuổi các con còn nhỏ chưa ý thức được để giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ 5K để bảo vệ cho bản thân. Nhưng mà cũng rất mong được các con được đến trường để các con trực tiếp học tập ở trên trường thì nó có hiệu quả hơn. Con ở nhà học online học buồn chán. Con rất thích đến trường để gặp các bạn. Để khi nào ra chơi, để chơi với các bạn. Thời gian học trực tuyến kéo dài, kéo theo những bất tiện, cũng như hạn chế nhiều hoạt động tương tác trực tiếp giữa thầy cô và học sinh. Tuy nhiên, học trực tuyến vẫn là giải pháp khả thi nhất trong tình hình hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Và việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, thầy cô giáo và gia đình các em vẫn là điều quan trọng nhất hiện nay. Em cũng rất mong muốn trẻ có thể đến trường để các bạn ấy có thể là phát huy được những cái vấn đề về học tập của mình. Tuy nhiên thì cũng cảm thấy là để mà có thể đến trường nó là một cái gì đó cũng là một cái mối nguy lớn. Em cũng có nghe đến cái vấn đề là vaccine cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì để mà đạt được cái vấn đề mà sử dụng vaccine thì liệu không biết là cái vaccine này nó có an toàn hay không? Các cháu được đến trường thì hiện tại đến thời điểm đang dịch bệnh như này thì hầu hết tất cả các phụ huynh cũng rất là lo ngại. Nếu như các cháu được đi học mà nhà nước tạo điều kiện để tiêm phòng các cháu thì thứ nhất đó là một điều tốt và thứ hai nó là xu hướng hiện tại bây giờ. Nói chung tất cả các loại vaccine nó đều có tính năng riêng của nó đều bảo đảm về các cháu bảo vệ trên 70% là được. Ngay sau khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được kiểm soát, tỉnh nới lỏng giãn cách, chuẩn bị kế hoạch phục hồi kinh tế và một số hoạt động khác được mở lại. Ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở trường học tổ chức các hoạt động dọn dẹp, làm vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc đón học sinh trở lại trường. Để nâng cao ý thức về công tác an toàn phòng dịch trong tình hình mới, ngành giáo dục cũng đã tổ chức tập huấn qua hình thức trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn trong môi trường học đường, cũng như trang bị các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh khi quay trở lại trường. Buổi tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên YouTube với hơn 700 cán bộ lãnh đạo các cơ sở giáo dục, 1.500 giáo viên, người lao động và 230.000 học sinh. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, ngành giáo dục có một cái sự chủ động để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp
trong một cái thời gian gọi là thích hợp nhất, an toàn nhất. Thì trong đó yêu cầu đối với mỗi nhà trường phải xây dựng được một cái kế hoạch và triển khai cái kế hoạch phòng chống dịch đó trong cái điều kiện thích ứng cái linh hoạt mà theo cái định hướng cái của cái nghị quyết 128. Sở Giáo dục cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh là hiện nay rà soát lại cái đội ngũ về tiêm vaccine. Thì có thể nói đến giờ phút này đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý mà tiêm mũi 1 là đạt trên 96%. Và mũi 2 thì tới giờ phút này cũng đạt trên 35% rồi. Còn đối với học sinh từ 12 đến 18 tuổi thì cái lực lượng này ở trên địa bàn tỉnh mà học ở trong các trường phổ thông là trên 97.000 em. Đó, là cũng đã cung cấp cái số lượng đó để phối hợp với Sở Y tế đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét và chích cho học sinh trong một thời gian sớm nhất khi có cái sự hướng dẫn của Bộ Y tế. Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này khi dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, vì vậy việc học trực tuyến và học qua truyền hình vẫn tiếp tục duy trì đến khi tỉnh đủ điều kiện an toàn về phòng chống dịch thì học sinh Bà Rịa Vũng Tàu mới trở lại trường. Bên cạnh đó, Bộ Y tế có kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng học sinh. Để giúp quý phụ huynh có thêm kiến thức về việc đảm bảo an toàn cho con trẻ khi ở gia đình, cũng như giúp quý phụ huynh hiểu rõ hơn về việc tiêm vaccine cho con trẻ, chương trình đã kết nối và có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn, trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa tiến sĩ, tình hình dịch COVID-19 còn nguy cơ bùng phát trở lại. Chính vì vậy, vấn đề an toàn phòng chống dịch cho con trẻ được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Vậy các bậc phụ huynh cần làm gì để đảm bảo an toàn cho con em mình dù trẻ chưa đến trường học trực tiếp? Và khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, đủ điều kiện an toàn về phòng chống dịch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp thì các nhà trường cần có lưu ý gì trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch ạ? Trong bối cảnh đại dịch nó vẫn còn phức tạp trên thế giới và cả Việt Nam, và trên phạm vi toàn tỉnh, khi chúng ta thực hiện nghị quyết 128 cũng như là cái quyết định của 4800 của Bộ Y tế và cái văn bản của tỉnh ủy, thì chúng ta thấy là một lượng lớn người dân di biến động từ vùng dịch trở về. Cái việc mà đi lại của người dân nó sẽ dẫn đến không ít thì nhiều cái số ca F0 nó sẽ xảy ra trong cộng đồng. Nếu khi các em nó chưa được tiêm vaccine thì chắc chắn cũng sẽ là một trong những cái nguy cơ. Cái công tác về phòng bệnh trong gia đình, chúng ta nên hạn chế về tụ tập. Bởi vì virus SARS-CoV thì vẫn còn trong cộng đồng. Cái việc mà giao lưu bạn bè, theo tôi nghĩ là cái điều này hiện nay chúng ta chưa nên áp dụng vội. Cái công tác về phòng bệnh COVID-19 trong nhà trường thì hiện nay khá nhiều văn bản, trong đó kể cả các văn bản liên quan tới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì hiện nay người ta phòng bệnh là trên tinh thần chung, có nghĩa là chúng ta phải cái khâu, cái tiêu chí đầu tiên vẫn là cái tiêu chí về cái 5K. Cái thứ hai nữa là hạn chế cái sự tiếp xúc giao lưu của các em. Nó vẫn còn gì hoạt bát, còn hiếu động, cũng như là còn nói chuyện nhiều trong các giờ giải lao như vậy, thì chúng ta cũng nên hạn chế các em lại. Và trong nhà trường học thì chúng ta có thể kết hợp hai biện pháp, vừa học online mà vừa học trực tiếp trên nhà trường. Về mặt vệ sinh thì chúng ta cần chú trọng đến cái khâu gọi là thông thoáng khi trong các lớp học như vậy, thì trong các khuôn viên nhà trường. Và biện pháp cuối cùng nghĩa là chúng ta về mặt lâu dài, chúng ta phải tiêm vaccine cho các trẻ. Và các nước cũng đã từng làm và hiện nay 29 nước đã thực hiện việc tiêm vaccine rồi. Hiện nay thì rất nhiều phụ huynh đang quan tâm đến vấn đề tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Cảm giác chung đó là vừa mong đợi nhưng cũng rất băn khoăn và lo lắng. Tiến sĩ có thể nói rõ hơn về chủ trương này và liệu phụ huynh có cần phải quá lo lắng nếu như trẻ chưa được tiêm ngừa vaccine trở lại trường? Chúng ta qua một thời gian chúng ta đã nhìn thấy được rất là rõ cái hiệu quả của vaccine. Và những cái thành quả, những lợi ích của tiêm vaccine này nó lớn như thế nào. Và đối với trẻ em thì một số vaccine đang tiêm cho người lớn thì cũng đã được thử nghiệm và đồng thời đưa vào thực hành tiêm vaccine cho trẻ. Tất nhiên một thuốc hay là một loại vaccine nó có những cái tác dụng phụ đi kèm với các lợi ích. Nhưng qua nghiên cứu cũng như là qua cái phân tích về mặt cộng đồng thì hầu hết tất cả vaccine qua thời gian thì người ta cải thiện đi rất nhiều. Lẽ đương nhiên thì nó có một tỷ lệ khá nhỏ, đó là các cái dấu hiệu các biến cố bất lợi. Đặc biệt chúng ta khi chúng ta quan tâm là biến cố viêm cơ tim và biến cố viêm màng ngoài tim. Đây là hai cái biến cố mà chúng ta gặp khi tiêm vaccine.
trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cũng như là các cái nhà lâm sàng cũng đã chỉ ra rằng tất cả các biến cố này nếu như chúng ta có hướng dẫn cụ thể và chúng ta chăm sóc thì dường như tất cả những cái ca như thế đều qua khỏi và hoàn toàn không để lại một cái dấu hiệu nào. Thì chúng tôi nghĩ rằng vì cái lợi ích nó lớn hơn nguy cơ của vaccine trong cái đại dịch COVID-19 này nên mọi phụ huynh cũng như các trẻ em cũng như là những người giám hộ cho các em này nên cái hưởng ứng chiến lược tiêm vaccine của nhà nước để chúng ta làm thế nào để cho đảm bảo được cái tính an toàn cho trẻ em. Xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, hy vọng qua những thông tin chia sẻ của tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các thầy cô giáo, các em học sinh cũng như quý phụ huynh đã hiểu rõ hơn về đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho con em mình trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn khó lường, cũng như có thêm những thông tin hữu ích về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này tuần sau.